Hello các bạn, đây là hôm nay là khách đến chạy thử mặt. Có gì tí hướng dẫn cho em cách sử dụng luôn. Tí nữa hướng dẫn cho. Cái này là bơm tuần hoàn. Bơm mặt ha. Đó. Mình tắt là nó không có bơm. Đó. Bơm tuần hoàn là cho cái bơm đó đó, là nó để cho mạch nó tuần hoàn liên tục ha. Bây giờ mình đặt lên nè. Còn này là cái đèn ví dụ khi em đóng lại mà nó tối đó. Tại vì không có cái lăng kính này nè. Rồi cái này là gia nhiệt của cái dầu, cái vách dầu xung quanh đây nè. Dùng dầu gia nhiệt. Ha, cái mực đó đó. Dạ. Mình chỉ được đổ chân này nha, đổ đây được. Thì càng nhiều càng tốt, tùy mình thôi. Mình có. Thì chút nữa rồi hướng dẫn sau. Toàn bộ là 140 triệu đồng nha các bạn. Quá rẻ cho một cuộc tình, cái máy quá chuyên nghiệp. Hết bọt ga rồi đó em, hết bọt ga rồi đó nè, đó giờ hết bọt ga rồi đó, giờ là bắt đầu tiếp tục là nó tách nước nữa đó, là ok rồi đó. Đó hết bọt ga.
đúng rồi.